xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Chợ Khéo Cơm Ngon. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau được một năm rồi. Và trong một năm vừa qua thì Hoài An cùng với ekip thực hiện chương trình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị khán giả đã luôn tin tưởng, theo dõi, ủng hộ chương trình Chợ Khéo Cơm Ngon. Và cũng xin cảm ơn hệ thống bán lẻ số 1 Việt Nam, siêu thị Co-opmart đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Bắt đầu từ năm 2019 này thì khung giờ quen thuộc của chương trình Chợ Khéo Cơm Ngon sẽ là 17 giờ chiều thứ bảy các tuần trên VTV9, đài truyền hình Việt Nam. Người bạn đồng hành không thể thiếu cùng với Hoài An trong chương trình đó là chuyên gia ẩm thực Hoàng Oanh. Và Hoài An đã thấy chị Oanh đằng kia rồi. Mời quý vị khán giả theo chân Hoài An nhé. Em xin chào chị Oanh. Xin chào Hoài An. Dạ. Chào quý vị khán giả của chương trình Chợ Khéo Cơm Ngon. Chị Oanh nè, không biết là ngày hôm nay thì chị có cái điều gì đặc biệt dành cho chị em nội trợ trong cái mâm cơm của tuần đầu năm mới hay không chị? Cái chương trình đã bước qua năm thứ hai rồi đó. Ngoài cái việc mà chia sẻ một cái mâm cơm đầy đủ thì Hoàng Oanh cũng sẽ hướng dẫn tới các chị em một vài món thức uống để bổ sung cho cái thực đơn gia đình nữa đó. Thí dụ như là trà sữa nè, trà trái cây nè, rồi nước ép soda nè. Nó cũng phải hợp với mâm cơm nè, rồi cũng hợp với lại mùa. Nhưng mà bây giờ Hoàng nghĩ là chị em mình phải nhanh nhanh đi vào nội dung chính của chương trình đi ha. Chứ chị em nội trợ chắc là cũng đang sốt ruột dữ lắm rồi đó. Vậy thì chị có thể bật mí luôn là cái mâm cơm ngày hôm nay mình giới thiệu đến chị em nội trợ là những món như thế nào không ạ? Mâm cơm hôm nay của mình là sẽ có món chả cá rim nè, canh khế nấu bò gân nè, cải thìa xào tỏi và trứng luộc dầm nước mắm. Chả cá rim hả? Thì nghe có vẻ béo nè. Rồi cái món canh khế nấu chua thì chua nhưng mà vị thanh đúng không chị? Còn món xào thì sẽ giúp cho bữa ăn mình không có bị ngán. Mới lướt sơ qua cái thực đơn thôi là em có thể tưởng tượng được sự hòa quyện của những món ăn này với nhau rồi đó nha. Đó, bây giờ mình đi chợ đi chị. Hay là mình mua cải thìa ở đây trước luôn đi nha. Dạ. Món cải thìa xào tỏi ha chị ha. Đúng rồi, cải thìa xào tỏi. Lấy một túi chả cá luôn đi. Dạ. Wow, chả cá ba sa hả? Về thì mình gia vị vô, mình quết á. Ha, mình lấy một tới ha. Rồi. Mình qua đây mua thêm một miếng bò gân nữa nha để mình nấu cho cái món canh của mình. Cho chị cái bắp nào mà có gân gân đó nha. Cái đó đây được ha chị, cái đó cũng được. Cái bắp bò này nè, khi mà mình về đó thì mình sẽ rửa sạch và mình cắt mỏng mỏng thôi, sớ ngang để cho nó không dai. Rồi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái phần mà đi chọn mua nguyên liệu và thực phẩm cho mâm cơm ngày hôm nay rồi đó. Quý vị cũng đừng quên, Co-opmart là một hệ thống bán lẻ bình ổn giá tốt nhất hiện nay. Vào những dịp lễ hay là ngày Tết gì đó thì giá cả tại đây cũng không bị dao động nhiều nha quý vị. Quý vị hoàn toàn yên tâm nha. Vâng, thưa quý vị, trước khi đến với phần hướng dẫn chế biến mâm cơm ngày hôm nay của chuyên gia ẩm thực Hoàng Oanh, Hoài An cũng xin được thay mặt chương trình cảm ơn nhà tài trợ Co-opmart đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang web vtv9.vtv.vn hoặc là fanpage Chợ Khéo Cơm Ngon. Và nếu quý vị có thực đơn mâm cơm với chi phí hợp lý thì xin hãy gửi ngay về fanpage của chương trình để nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn nha. Còn bây giờ Hoàng An xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau được phát sóng vào lúc 17 giờ chiều thứ bảy các tuần trên VTV9. Xin chào. Chào mừng quý vị đến với không gian bếp của chương trình Chợ Khéo Cơm Ngon. Đây là những thực phẩm mà Hoàng Anh đã sơ chế xong. Chúng ta sẽ bắt đầu tẩm ướp và chế biến nhé. Mâm cơm của mình hôm nay gồm có món chả cá rim, canh khế nấu bò gân, cải thìa xào tỏi và trứng luộc dầm nước mắm. Chả cá thì mình mua về đó, mình sẽ nêm một ít gia vị. Nếu mà mình thích cho thơm á, thì mình bằm chút xíu hành tím. Sau đó thì mình sẽ ép ra miếng tùy mình thích. Mình sẽ chiên vàng. Sau khi mà chả mình chiên vàng rồi đó, thì mình sẽ nhắc ra để mình cắt miếng.
mình phi thơm cái hành bằm và tỏi lên ha. Trong khi mà mình phi thơm á, thì mình sẽ chuẩn bị cái chén nước gia vị. Chén nước gia vị này á, thì gồm có nước mắm, đường, tiêu. Và nếu mà bạn sợ nó hơi khô thì mình sẽ cho vào một ít nước lọc. Mình sẽ để chả vào đảo ha. Vì chả mình đã chín rồi cho nên cái món này sẽ ra rất nhanh. Và mình cho luôn cái chén nước nêm mà mình đã chuẩn bị ha. Trong các cái món rim á, thì mình thích cho vào một ít cái nước gia vị. Nước gia vị này là mình dùng dầu ăn và đường. Mình xào cho lên màu cánh gián và cho vào một ít nước mắm. Sau đó cho một ít ớt. Nước này nó sẽ làm cho món ăn của bạn á, đặc biệt là có màu hấp dẫn. Món kế tiếp của mình á, là món canh khế nấu mò gân. Nguyên liệu của mình thì có khế, có thịt bò và có một ít hành rau răm. Trước tiên thì mình sẽ sơ chế, mình sẽ cắt bò. Bạn cắt bò là bạn cắt cái bản ngang để cho cái thịt bò nó sẽ dễ mềm. Còn nếu mà bạn không có thấy cái bản ngang cắt xuôi thì bò rất cứng nha. Sau đó thì mình sẽ ướp vào đây một ít hạt nêm, một ít tiêu và mình đảo đều. Nếu mà bạn có thời gian thì bạn sẽ để khoảng 10 phút cho thịt bò thấm. Vì món này mình sẽ không hầm cho nên mình sẽ xào sơ cái bò cho nó chín. Trước tiên là mình sẽ cho dầu ăn, ít dầu thôi ha. Và mình cho một ít tỏi xay. Và mình cho bò vào đảo nhanh. Bước kế tiếp mình sẽ xào cà lên nha. Mình xào cà cho thơm, cho xíu dầu ăn, một ít hành tím. Rồi mình sẽ cho thêm một ít nước. Với mình là khoảng 1 lít nước á, mình cho khoảng 1 muỗng cà phê, hạt nêm, một ít bột ngọt, một ít muối, nêm một ít nước mắm vào trong cái canh cho nó có hương vị đậm đà. Sau khi nước sôi thì mình sẽ cho khế để cho nó khế nó ra được vị chua trong canh nha. Khi mà nước canh đã sôi đó thì mình sẽ cho bò vào nha. Mà mình cho bò vô đó, mình cũng không chờ là nước sôi lại. Bò mình đã xào rồi cho nên mình cũng không sợ là nó sống. Canh của mình á, nó có khế nè, nó có cà nè, cho nên vị của nó sẽ chua nhẹ, chua thanh và rất ngon ha. Sau cùng thì mình sẽ nêm một ít rau răm và hành lá. Món này rau răm nhiều mới ngon nha, nó sẽ thơm. Món tiếp theo của mình sẽ là món cải thì xào tỏi nha. Thì theo mình là trước tiên khi mà mình muốn xào á, mình trụng sơ đi để nó giữ được cái màu xanh của cải và cái công đoạn xào nó cũng sẽ nhanh. Khi mà nước đã sôi rồi đó thì mình cho rau vô mình trụng. Mình trụng tức là mình không có nấu lâu, mình chỉ trụng cho rau xanh thôi. Sau đó thì mình sẽ cho ra một cái thau có nước đá để giữ lại màu xanh của rau nha cả nhà. Sau khi mà mình đảo rau với lại một ít tỏi đó thì mình sẽ cho vào trong này gia vị là một ít dầu hào, nước tương và một ít hạt nêm. Cộng thêm với lại cái món trứng luộc dầm nước mắm là mâm cơm của mình đã hoàn tất rồi đó. Mâm cơm ngày hôm nay mình cũng sẽ có thêm một món nước uống là nước cam nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành mâm cơm ngày hôm nay rồi đó. Hoàng Oanh chúc tất cả các chị em thực hiện thành công các món ăn này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.